Thời gian qua thì cơ sở hạ tầng, đèn chiếu sáng, giao thông tại nhiều địa phương trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long đã được nâng cấp, mở rộng, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân. Tuy nhiên, điều đáng nói hiện nay tại một số công trình, nhất là công trình thắp sáng đèn đường, đã xảy ra tình trạng trộm cắp thiết bị công trình, gây khó khăn cho việc thi công cũng như tiến độ bàn giao. Những cây trụ đèn này mới được lắp đặt gần nửa tháng nay, nhưng chưa đầy 500 mét đã có đến 5 trụ đèn bị kẻ gian lấy trộm dây đồng, dây điện tiếp địa. Đáng nói, các đối tượng trộm này còn dùng xẻng xới đất tìm dây đồng được đơn vị thi công luồn sâu dưới đất. Mất trộm rất nhiều. Thứ nhất là coi như là sắt. Thứ hai nữa là coi như là ba cái lặt vặt kìm máy mai. Đó, máy mai để mai giải địa gần đây. Đó là mất coi như là đèn chiếu sáng, dây điện ngầm, rồi nó móc lên nó cắt, như cắt cái là lấy mấy cái hộp điện luôn. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, nhận được tin báo của người dân, Công an Vĩnh Long bắt quả tang Nguyễn Văn Cảnh đang dùng kìm cộng lực cắt dây đồng cáp quang chiếu sáng. Qua làm việc, Cảnh khai nhận trước đó đã từng trộm dây điện trong khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ. Chiều cỡ 10 giờ tối tôi mới lấy xe lên chạy lên khu vực Phú. Thấy nguồn dây điện tôi cắt xong rồi tôi mới quay về tới vùng 3 thấy cái đèn chiếu sáng. Tôi mới đi vòng coi, thấy vùng đồng lú lên tôi mới dùng xẻng, tôi đào xuống rồi xong tôi lấy kéo tôi cắt. Cắt xong tôi lên lại dựa dây chai trong quán. Theo Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long, việc mất trộm dây cáp nguồn, hệ thống đèn chiếu sáng đã xảy ra tại nhiều công trình trên địa bàn một số địa phương như phường 1, phường 4, phường 5, Trường An, Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long. Tổng số dây cáp đồng và cáp treo trên không bị mất trộm từ đầu năm đến nay là hơn 1.000 mét. Như vậy, có thể thấy, việc trộm thiết bị tại các công trình công cộng không chỉ gây khó khăn cho việc khắc phục mà còn làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như tiến độ bàn giao. Qua đây, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện các trường hợp trộm cắp trên nên trình báo cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ dân sinh.